Xin chào các bạn, chào các em. Trong video này, thầy sẽ hướng dẫn cho các em học bài đầu tiên chương số 1 mệnh đề trong sách Chân trời sáng tạo. Hãy theo dõi tình huống sau đây. Các em nhìn trên bảng là giả thiết cho tam giác ABC cân. Kết luận là tam giác ABC có hai góc ở đáy bằng nhau. Hãy phát biểu định lý có tóm tắt như trên bảng bằng những cách khác nhau. Thì có em là phát biểu là cho tam giác ABC cân, khi đó tam giác ABC có hai góc ở đáy bằng nhau. Hoặc là nếu tam giác ABC cân thì nó có hai góc ở đáy bằng nhau và vân vân. Trong bài học này chúng ta sẽ có những cách phát biểu khác nhau, nghĩa là chúng ta sẽ có những cách phát biểu khác với những cách phát biểu trên. Để làm được như vậy, chúng ta vào phần 1 nhỏ mệnh đề. Xét cái câu sau đây: 1 cộng 1 bằng 2. Dân ca quan họ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Phát biểu thứ ba là dơi là một loài chim. Thứ tư là nấm có phải là một loại thực vật không? Thứ năm là hoa hồng đẹp nhất trong các loại hoa. Thứ sáu là trời ơi nóng quá. Trong những câu trên, câu nào là câu khẳng định đúng, câu nào là câu khẳng định sai, câu nào không phải là câu khẳng định, và câu nào là khẳng định nhưng lại không thể xác định được tính đúng sai của nó. Đầu tiên các em kiểm tra xem câu nào là câu phát biểu hay là câu khẳng định đúng. Rõ ràng 1 cộng 1 bằng 2, đây là một câu khẳng định đúng ha. Vậy chúng ta sẽ có nè. Là phát biểu thứ nhất, dân ca văn họa là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là phát biểu đúng, là một câu khẳng định đúng. Số 2 luôn. Tiếp theo số 3 là dơi là một loài chim. Đây là một phát biểu sai, tại vì nó là dơi là một loài thú ha, loài thú, do đó này là sai. Số 3. Tiếp theo, nấm có phải là một loài thực vật không? Đây không phải là câu khẳng định, đây là câu nghi vấn, câu hỏi. Không phải là câu khẳng định nha các em. Do đó là số 4. Tiếp theo là hoa hồng đẹp nhất trong các loại hoa. Rõ ràng câu phát biểu này là một câu khẳng định, nhưng mà chúng ta chưa biết được tính đúng sai của nó. Tại vì chưa chắc hoa hồng đã là hoa đẹp nhất, đúng không các em? Chưa chắc chắn, chưa chắc chắn. Và có về sau này chăng nữa thì nó không chắc chắn. Ví dụ một câu mà chúng ta có thể xác định được này, ví dụ như là trong năm học này, bài kiểm tra giữa kỳ của các em sẽ đạt điểm 10. Câu này chúng ta là một câu khẳng định, cũng chưa xác định được tính đúng sai ngay bây giờ, nhưng mà về sau này thì chắc chắn nó đúng hoặc sai. Do đó câu phát biểu đó được gọi là câu khẳng định. Đó là một câu khẳng định, đó là một mệnh đề. Nó được đặt xem là mệnh đề nha. Do đó là câu này chúng ta không xác định được tính đúng sai. Chính là số 5. Thế nào? Đấy. Nó không thể nào xác định được. Tiếp theo, trời ơi nóng quá. Đây là một câu cảm thán, cũng không phải là mệnh đề. Và là không phải là câu khẳng định, số 6 luôn. Vậy là ở đây có tất cả là, ở đây là 1, 2, 3 đều là các câu khẳng định. Nhưng mà hai câu đầu là khẳng định đúng, câu thứ ba khẳng định sai. Được chưa nào? Số 6 và số 4 đây là không phải là hai câu khẳng định, nên nó không phải là mệnh đề. Số 5 đây là một câu khẳng định, nhưng mà mình không xác định được tính đúng sai của nó. Do nó chưa đưa ra tiêu chí thế nào là đẹp nhất, đúng không? Do đó là không thể nào xác định được tính đúng sai, do đó nó không phải là mệnh đề. Vậy thế nào là mệnh đề? Mệnh đề là một câu khẳng định đúng hoặc là khẳng định sai. Một khẳng định đúng thì gọi là mệnh đề đúng, một khẳng định sai thì gọi là mệnh đề sai. Mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai nha. Một mệnh đề không thể vừa đúng và vừa sai nha các em. Đấy. Chú ý thì người ta thường sử dụng các chữ cái in hoa như B, Q, R để ký hiệu mệnh đề. Ví dụ như thầy để ký hiệu mệnh đề 1 á, thì thầy ghi là mệnh đề B. Sau đó các em viết chấm 2 chấm, sau đó các em sẽ viết cái câu này này trong cặp dấu ngoặc kép, đó là 1 cộng 1 bằng 2. Đấy, đây chính là cái mệnh đề B chẳng hạn. Đây là mệnh đề đúng ha. Rồi. Ví dụ 1. Trong các câu sau đây, câu nào là mệnh đề? 3 là số lẻ, rõ ràng đây là một câu khẳng định đúng ha. Vậy là đây là mệnh đề đúng ha. 3 là số lẻ là mệnh đề đúng. 1 cộng 2 lớn hơn 3, đây cũng là một mệnh đề. Là một câu khẳng định nhưng mà là mệnh đề sai. Tại vì 1 cộng 2 nó không thể nào lớn hơn 3 được. 1 cộng 2 bằng 3 mới đúng ha. Do đó là mệnh đề sai.
Tiếp theo B, B là số vô tỷ phải không? Đây là dạng câu hỏi rồi, thì không phải là câu khẳng định nên nó không phải là mệnh đề. Cái số 0,0001 là số rất bé. Rõ ràng chúng ta cũng không thể nào xác định được tính đúng sai của câu này được. Chúng ta chưa đưa ra tiêu chí thế nào là bé, thế nào là số bé. Do đó là câu này cũng chưa xác định được tính đúng sai của nó. Do đó nó không phải là mệnh đề. D không phải là mệnh đề. Đến 2050, con người sẽ đặt chân lên sao Hỏa. Hiện tại là câu này chúng ta chưa xác định được đúng sai. Con người sẽ đặt chân lên sao Hỏa. Đến 2050 là một thời điểm xác định. Nhưng mà đến đó thì con người sẽ đặt chân lên sao Hỏa. Thì hiện tại chúng ta chưa xác định tính đúng sai, nhưng mà về sau này nó có thể là đến năm đó có người đặt chân lên, cũng có thể là đến năm đó con người không đặt chân lên. Do đó mệnh đề này cũng được, câu này cũng được xem là mệnh đề nha. Tại vì nó chắc chắn đúng hoặc sai, đến thời điểm này nó sẽ chắc chắn đúng hoặc chắc chắn sai. Do đó chúng ta cũng xác định được tính đúng sai ở thời điểm này. Do đó được xem là mệnh đề. Còn những cái câu hồi nãy chúng ta vừa học hồi nãy á, là hoa hồng là loại hoa đẹp nhất, thì rõ ràng chúng ta không thể nào biết được cái tính đúng sai của nó được, đúng không nào? Đấy. Rồi. Chú ý này, những cái mệnh đề liên quan đến toán học hay là những cái phép biểu liên quan đến toán học, những cái định lý hoặc là những phép toán vân vân, như ở câu A, câu B trong ví dụ 1 thì người ta gọi là mệnh đề toán học. Vậy là mệnh đề toán học là những cái phép biểu liên quan đến một sự kiện trong toán thì gọi là mệnh đề toán học nha. Nó liên quan tới một sự kiện trong toán này. Như là định lý về toán học, hoặc là một phép tính, hoặc là phép so sánh trong toán học, vân vân. Tiếp tục trong cái câu sau, câu nào là mệnh đề? Căn 2 là số vô tỷ. Rõ ràng đây là một phép biểu liên quan toán học, đây là một câu khẳng định rồi. Số vô tỷ là đúng rồi, tại vì căn 2 là số vô tỷ, số này không thể là đưa về phân số, nghĩa là không thể là đưa về số hữu tỷ được nha các em nha. Do đó căn 2 là một số vô tỷ là đúng ha. Đây là mệnh đề đúng. Đây là mệnh đề. Nhưng mà mệnh đề đúng nha. Tiếp theo, 1 trên căn 2 cộng 1 trên căn 3 cộng vân vân cộng 1 trên căn 10 thì lớn hơn 2. Thì rõ ràng cái câu này thì các em phải tính ở bên vế bên này ra bao nhiêu. Chúng ta so sánh với số 2, đúng không nào? Nhưng mà bài này người ta không kêu mình xét tính đúng sai nên mình không cần tính cái bên này. Do đó mình đây là mệnh đề thôi. Là mệnh đề. Tiếp theo, 100 tỷ là số rất lớn, rõ ràng cũng giống như câu trên, giống như câu chỗ này. Nên 100 tỷ này chúng ta cũng chưa đưa ra tiêu chí thế nào là số rất lớn. Do đó 100 tỷ cũng chưa chắc là nó là số lớn đâu các em. Do đó này không phải là mệnh đề nha. Không phải mệnh đề. Không phải là mệnh đề. Chắc chắn này là không phải là mệnh đề rồi. Đây là câu cảm thán đúng không? Số 2, xét tính đúng sai của mệnh đề sau. Vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên thế giới. Rõ ràng đây là mệnh đề đúng, đúng không em? Đây là một câu phát biểu đúng. Mệnh đề đúng. Đây là mệnh đề đúng. Căn bậc 2 của trừ 5, tất cả mũ 2 bằng trừ 5. Rõ ràng cái phép tính này bằng 5 chứ không phải bằng trừ 5, đúng không? Tại vì nó phải bằng gì các em? Bằng trị đối của âm 5. Bằng trị đối của âm 5. Và nó sẽ bằng 5. Nên cái này là mệnh đề sai. Mệnh đề sai. Tiếp tục, 5 mũ 2 cộng 12 mũ 2 bằng 13 mũ 2 là mệnh đề đúng. Tất nhiên rồi. Rồi, tiếp theo chúng ta đã tìm hiểu xong về mệnh đề là một câu khẳng định hoặc đúng hoặc sai. Không thể nào vừa đúng vừa sai. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về mệnh đề chưa biến. Chúng ta xét câu N chia hết cho 5. N chia hết cho 5, trong đó N là số tự nhiên bất kỳ. Có thể khẳng định được câu trên là đúng hay sai không? Rõ ràng á, số tự nhiên là những cái số, tập hợp số tự nhiên là tập hợp những cái số từ 0, 1, 2, 3, v.v. Rõ ràng trong cái số tự nhiên này thì có những số chia hết cho 5, cũng có những số không chia hết cho 5. Do đó chúng ta không thể nào xác định được tính đúng sai của câu phát biểu này. Nha. Vậy là không thể nào xác định được. Chúng ta không xác định được tính đúng sai của mệnh đề này.
Bây giờ người ta yêu cầu là tìm hai giá trị của n sao cho câu trên là câu khẳng định đúng, hai giá trị n sao cho câu trên là câu khẳng định sai. Bây giờ thầy cho n bằng bằng 0 và n bằng 10 đi. Đấy. Thì dẫn đến là thì 10 chia hết cho này cho hai giá trị, 10 chia hết cho mấy cho em? Cho 5. Đúng không? Là mệnh đề đúng. Không? Hoặc là 0 chia hết cho 5 cũng là mệnh đề đúng chưa? Bây giờ thầy cho hai giá trị để cho mình được sai này, cho n bằng 1 hoặc là n bằng 9 chẳng hạn. Lúc này chúng ta sẽ có là 9 chia hết cho 5 là mệnh đề sai, hoặc là 1 chia hết cho 5 là mệnh đề sai. Chưa nào? Vậy là các em đã thấy được á, tùy theo giá trị của n mà phép biểu này đúng hoặc là sai. Do đó cái mệnh đề n chia hết cho 5 này này thì người ta gọi là mệnh đề chưa biến. Biến ở đây là biến n, là tùy vào giá trị của n mà chúng ta sẽ có một mệnh đề đúng hoặc là một mệnh đề sai. Do đó người ta nói câu phép biểu này là mệnh đề chưa biến nha. Đây là mệnh đề chưa biến chứ không phải là mệnh đề nha. Tại vì chúng ta câu khẳng định ở trên là chúng ta chưa xác định được tính đúng sai, do đó nó chưa phải là mệnh đề. Nhưng mà tùy theo giá trị của biến thì nó đúng hoặc là sai, do đó nó là mệnh đề chưa biến ha. Mệnh đề chưa biến em lưu ý nha. Vậy là người ta gọi cái mệnh đề này thì gọi là mệnh đề chưa biến. Khi mình để chữ biến các em có thể là mình sẽ kèm theo cái biến, kèm theo cái ký hiệu của cái mệnh đề. Đó. Mệnh đề B biến là N. Ha. Mệnh đề B biến là N. Sau đó các em viết cái câu khẳng định đó trong cặp dấu ngoặc kép thế này. Chị nào? Đây. Đó là cách viết mệnh đề các em lưu ý nha. Thì chúng ta biết rằng một mệnh đề chữ biến á, nó có thể chứa một biến hoặc là có thể chứa nhiều biến. Ví dụ số 2 cho mệnh đề chữ biến là mệnh đề B biến x là 2x bằng 1. Mệnh đề R là biến x y là 2x cộng y bằng 3. Mệnh đề này chứa hai biến x và y. Mệnh đề T là chứa biến n là 2n cộng 1 là một số chẵn, n là số tự nhiên. Với mỗi mệnh đề chứa biến trên, tìm những giá trị của biến để nhận được một mệnh đề đúng và một mệnh đề sai. Đầu tiên á, các em giải cái phương trình 2x cộng 1, 2x bằng 1 ra, chúng ta sẽ tìm được x bằng 1 phần 2. Vậy là với x bằng 1 phần 2 thì lúc này chúng ta sẽ có b tại biến x, lúc này mình thay thành 1 phần 2. Thì các em thay vào cái mệnh đề này 2 nhân 1 phần 2 bằng 1 là đúng. Do đó mệnh đề này là mệnh đề đúng. Ha. Tại vì 1 phần 2 là nghiệm của phương trình này rồi thì chắc chắn là x bằng 1 phần 2 thì mệnh đề đúng. Nhưng mà chắc chắn với x mà khác 1 phần 2 thì mệnh đề này sẽ sai. Ví dụ như là x bằng 1 đi thì dẫn đến là mệnh đề B biến là x bằng 1 thì lúc này chúng ta có 2 nhân 1 bằng 1 là mệnh đề sai, đúng không? Vậy là cái mệnh đề đúng khi mà x là nghiệm của cái phương trình này, còn mệnh đề này sai khi x không phải là nghiệm của phương trình này. Đấy. Tiếp theo, 2x cộng y bằng 3 thì bây giờ mình tìm một cặp điểm xy, một cặp xy này để thỏa mãn. Khi mà các em nhẩm rõ ràng nếu mình cho x bằng 1, y bằng 1 dẫn đến là 2 nhân 1 cộng 1 bằng 3 đúng. Vậy là cái mệnh đề này đúng khi x y phải là nghiệm của phương trình này, x bằng 1, y bằng 3. Đúng không? Hoặc là cũng có thể những cái nghiệm khác nữa, có rất là nhiều nha. Rất là nhiều cái mà dẫn đến là cái mệnh đề đúng. Vậy dễ nhất là chúng ta cho x bằng 1, y bằng 1 đi. Thì dẫn đến là 2 nhân 1 cộng 1 bằng 3 là mệnh đề đúng. Với x mà bằng 1, y bằng 2 thì dẫn đến là 2 nhân 1 cộng 2 bằng 3 là mệnh đề sai. Đấy, được chưa nào? Tiếp tục, ví dụ C là mệnh đề T biến N, 2N cộng 1 là số chẵn. N là số tự nhiên. 2N là số chẵn, N là số tự nhiên. Bây giờ mình sẽ lấy một số tự nhiên N0 bất kỳ. Các em thay vào đây. Tuy nhiên nếu mà các em thay vào thì với bất kỳ số tự nhiên nào khi các em thay vào đây á, thì dẫn đến 2n phải là số chẵn không? Tại vì 2 nhân một số
tự nhiên bất kỳ thì tạo thành số chẵn. Mà số chẵn rồi mà cộng cho 1 thì chắc chắn nó phải là số lẻ. Do đó 2n cộng 1 này này là một số lẻ với bất kỳ giá trị nào n thuộc số tự nhiên. Vậy là với n thuộc số tự nhiên thì 2n cộng 1 phải luôn luôn là số lẻ. Do đó cái mệnh đề này là mệnh đề sai với bất kỳ giá trị nào của n. Như nào? Vậy là mệnh đề tn này là mệnh đề sai với bất kỳ giá trị nào của n thuộc số tự nhiên. Tại vì 2n là số chẵn, suy ra 2n cộng 1 là số lẻ. Các bạn đúng không? Đấy, một cái số mà nhân cho 2 thì chắc chắn ra một số chẵn. Đúng không? Tại vì số đó là số chia cho 2. Sau đó các em cộng 1 vào nữa thì chắc chắn ra số lẻ rồi. Tiếp theo, với mỗi mệnh đề chưa biến sao, tìm những giá trị của biến để nhận được một mệnh đề đúng hoặc một mệnh đề sai. Mệnh đề B theo biến x là x bình bằng 2. Bây giờ mình tìm giá trị của x để cái này đúng thì các em giải nghiệm cái này ra. Chúng ta có là x bình bằng 2. Ta có là x bình bằng 2 thì mình sẽ tương đương với cái phương trình là x bằng cộng trừ căn 2. Vậy các em chỉ cần cho giá trị trong đây thôi là được. Thì ta lấy gì? Với ta lấy x bằng căn 2. Đúng không? Với x bằng căn 2 thì cái mệnh đề B tại căn 2 này này nó sẽ là căn 2 mũ 2 bằng 2. Rõ ràng đây là một câu phát biểu đúng không? Vậy nó là mệnh đề đúng ha? Là mệnh đề đúng. Được chưa? Vậy bây giờ thầy chỉ cần lấy một cái giá trị x khác giá trị này là xong. Là suy ra mệnh đề sai. Được chưa nào? Vậy thầy sẽ lấy là với x bằng 1 đi thì mệnh đề B tại x bằng 1 sẽ là gì? 1 bình bằng 2. Rõ ràng đây là mệnh đề sai. Chưa? Là mệnh đề sai. Tiếp theo thầy sẽ lấy câu B. Quy x bình cộng 1 lớn hơn 0. X bình cộng 1 lớn hơn 0 thì rõ ràng đây chắc chắn là một mệnh đề đúng rồi, không bao giờ sai được. Tại vì sao? X bình với mọi giá trị của x thì x bình lên sẽ lớn hơn bằng 0, là 0 âm. Tất cả bất kỳ một số x nào mà các em lấy á, mà khi các em mũ 2 lên thì chắc chắn ra một số lớn hơn bằng 0. Có thể bằng 0 hoặc có thể lớn hơn 0 thôi. Do đó khi các em cộng thêm 1 vào nữa, cái số đó mà cộng thêm 1 vào nữa thì dẫn đến số đó lớn hơn 0 hẳn luôn. Vậy là cái mệnh đề quy này đúng ha. Vậy ta có nè. Ta có là x bình phương á, là lớn hơn bằng 0 với mọi x. Với mọi giá trị của x. Đúng không? Nó lớn bằng 0. Suy ra x bình phương mà các em cộng thêm 1 vào thì lúc này x bình đã lớn bằng 0 rồi, thì x bình cộng 1 phải lớn hơn 0 với mọi giá trị của x. Do đó cái mệnh đề B theo biến x này này là x bình cộng 1 lớn hơn 0 là mệnh đề đúng. Được chưa? Đó là mệnh đề đúng. Đúng với mọi x đó các em. Không bao giờ có mệnh không có sai được. Tiếp theo, câu C là mệnh đề R theo biến N là N cộng 2 chia hết cho 3 với N là số tự nhiên. Thì bây giờ mình sẽ lấy N thì cho N 1 đi. Chúng ta sẽ cho N với N bằng 1. Nếu là 1 thì lúc này chúng ta có mệnh đề B thì x bằng 1 sẽ là gì? Mệnh đề R nhé. 1 sẽ là 1 cộng 2 chia hết cho 3. Chắc chắn là mệnh đề đúng. Đúng nào? Tiếp tục. Với N bằng 2 đi thì R tại 2 ta được mệnh đề là 2 cộng 2 chia hết cho 3. Chắc chắn này 2 cộng 2 là 4. 4 sao chia cho 3 được đúng không? Vậy là mệnh đề sai. Đấy. Vậy chúng ta đã khảo sát xong một số bài tập liên quan tới mệnh đề chữ biến. Tiếp theo là chúng ta tìm hiểu về mệnh đề phủ định. Xét các cặp mệnh đề nằm trong cùng một dòng của bảng có hai cột B và B ngang. Đây, chữ B có cái gạch trên đầu này các em. Mệnh đề B là dơi là một loài chim, thì mệnh đề B ngang chính là dơi không phải loài chim. Bên đây là mệnh đề B là bi không phải là số hữu tỉ, bên đây bi là số hữu tỉ.
Chỗ này là căn 2 cộng căn 3 lớn căn 5. Ở đây thì nhỏ hơn bằng. Chỗ này dấu lớn. Chỗ này nhỏ hơn bằng. Chỗ này dấu bằng. Chỗ này dấu khác. Nếu nhận xét về tính đúng sai của hai mệnh đề, nếu nhận xét về tính đúng sai thì bây giờ thì kiểm tra cái này là mệnh đề đúng hay sai các em. Dơi là một loài chim là mệnh đề sai, thì dẫn đến là dơi không phải là chim là mệnh đề đúng. Bi không phải là số hữu tỉ, đây bi là số, bi này là số vô tỉ đúng không các em? Chúng ta không thể nào đưa về. Này, bi không phải là này là đúng. Đúng không? Số bi là số vô tỉ nha. Thì dẫn đến cái mệnh đề bi là số hữu tỉ là sai. Căn 2 cộng căn 3 lớn hơn căn 5. Căn 2 cộng căn 3 lớn căn 5. Bây giờ mình có thể bấm máy tính ra các em kiểm tra xem. Căn 2 là 1.4 cộng cho 1.7. Chẳng 3 hết mấy á, trong khi á, căn 5 á, là nó nhỏ hơn 3 hết mấy. Tại vì căn 5 nó nhỏ hơn 3. Do đó cái mệnh đề này là đúng. Thì chắc chắn phủ định của nó phải là sai. Chưa? Còn cái này là căn 2 nhân căn 18 bằng 6 là đúng. Cái này nó sẽ là sai. Vậy chúng ta thấy rằng với từng cặp của mình để B và B ngang ở cái này, cái bảng này, ta thấy rằng chúng có tính đúng sai trái ngược nhau. Nên mà khi mệnh đề B là mệnh đề đúng, thì cái mệnh đề B ngang là mệnh đề sai, thì người ta gọi là mệnh đề phủ định của mệnh đề B. Chưa? Hoặc là mệnh đề B là B ngang, thì chúng ta có mệnh đề B là mệnh đề phủ định của B ngang, hoặc B ngang là phủ định của B. Vậy là nếu mệnh đề B đúng thì mệnh đề B ngang phải sai, hoặc ngược lại. Vậy là chúng ta sẽ nói là B đúng thì B ngang sẽ sai và ngược lại. Ta nói mệnh đề B có gạch ngang ở trên này là mệnh đề phủ định của mệnh đề B. Khi mà mình viết mệnh đề phủ định thì các em thêm cái chữ không hoặc là không phải vào trước vị ngữ. Ở đây là vị ngữ này, vào trước vị ngữ nha. Chúng ta thêm cái từ không phải, không? Còn nếu mà các em viết mệnh đề B không phải thì các em viết phủ định của nó phải là bỏ từ không phải đi. Chứ nào, khi mà chúng ta viết. Vậy là thông thường để phủ định một mệnh đề, người ta thường thêm hoặc bớt cái từ không hoặc không phải vào trước vị ngữ của mệnh đề đó. Tuy nhiên, ta cũng gặp cách diễn đạt khác như hai cặp mệnh đề sau ở chấm hỏi 3. Đây các em này, đây. Cách diễn đạt khác không? Chỗ này lớn hơn thì chỗ này nhỏ hơn bằng. Cái này. Tuy nhiên cũng có nhiều cách diễn đạt khác nha. Chúng ta phải viết cho phù hợp, làm sao nó phủ định được mệnh đề đó. Và chú ý này, mỗi mệnh đề B thì có mệnh đề phủ định là B ngang. Vậy mệnh đề B và mệnh đề phủ định B ngang của nó có tính đúng sai trái ngược nhau. Chưa? Nếu B ngang là đúng thì B phải sai, B ngang mà sai thì B sẽ đúng. Chúng ta xét ví dụ số 3. Phép bị mệnh đề phủ định của mệnh đề sau. Mệnh đề B là tháng 12 dương lịch có 31 ngày. Tháng 12 có 31 ngày. Các em kiểm tra xem cái mệnh đề phủ định của nó viết như thế nào. Thì mệnh đề phủ định của nó là tháng 12. Không phải tháng 12. Không phải tháng 12 dương lịch có 31 ngày. Thêm từ không phải vào trước chỗ này. Hoặc là các em có thể là tháng 12 dương lịch không có 31 ngày. Như thế thì nó không phải có 31 ngày cũng được. Chỗ này chúng ta có thể không phải có 31 ngày cũng được. Tiếp theo, 9 mũ 10 lớn hơn bằng 10 mũ 9 thì mình phủ định lại, mình sẽ dấu lớn hơn bằng, các em sẽ chuyển thành dấu nhỏ hơn. Lớn bằng chuyển thành dấu nhỏ hơn. Còn cái phương trình này có nghiệm thì bây giờ mình sẽ ghi là phương trình này vô nghiệm, hoặc là phương trình này không có nghiệm, thêm từ không vào đây. Hoặc là các em từ ghi là từ vô nghiệm cũng được ha. Tiếp theo là phép biểu mệnh đề phủ định của mệnh đề sau sẽ tính đúng sai của mệnh đề phủ định đó. Paris là thủ đô của nước Anh là sai rồi đúng không? Nước Pháp đúng không em? Do đó mình phủ định lại, mình thêm từ không phải vào đây. Vậy là các em phép biểu mệnh đề phủ định của mệnh đề B là Paris không phải là thủ đô của nước Anh
Chưa? Chỗ này 23 là số nguyên tố thì mình phủ định lại. Thằng này là mình đề này đúng hay sai, các em mình đề này sai thì các em mình đề đúng nha. Tiếp theo chỗ này là 23 là số nguyên tố. 23 là số nguyên tố là mình đề đúng rồi, tại vì 23 này nó chỉ có hai ước thôi. Hai ước nguyên dương thôi, đó là 23 và 1. Do đó mình sẽ ghi là mình đề này mình đề đúng. Thì dẫn đến là 23 không không phải là số nguyên tố. Đấy, thì cái này chính là mình đề sai. 2021 chia cho 3. Để biết được cái số này chia cho 3 hay không thì các em tính tổng các chữ số này. 2 cộng 0 cộng 2 cộng 1 thì bằng 5. 5 thì không chia cho 3. Do đó số này không chia cho 3. Mà ghi chia hết là sai. Vậy chúng ta sẽ ghi là 2021 không chia hết cho 3. Thêm chữ 0 vào. Tiếp theo là phương trình x bình phương trừ 7 cộng 4 bằng 0 vô nghiệm. Thì các em kiểm tra xem nó có nghiệm hay không. Thì bằng cách là chúng ta nhẩm delta bằng b bình chính là trừ 3 tất cả bình. Trừ 4ac là 4 nhân a là hệ số x bình là 1. Nhân c là 4. 9 mà trừ 16 là âm. Vậy là phương trình này vô nghiệm. Vậy là mình đề đúng ha. Delta mà âm thì phương trình vô nghiệm. Vậy là mình sẽ kết, mình sẽ phủ định của nó là phương trình này là có nghiệm ha. Phương trình x bình phương trừ 3x cộng 4 bằng 0 có nghiệm. Được chưa? Tiếp theo là mình đề kéo theo. Xét hai mình đề sau. Nếu tam giác ABC là tam giác đều thì nó là tam giác cân. Nếu 2A trừ 4 lớn hơn 0 thì A sẽ lớn hơn 2. Sẽ tính đúng sai của mỗi mệnh đề trên. Đầu tiên nếu tam giác ABC đều thì tam giác bắt cân. Rõ ràng đây là đúng đúng không các em? Tam giác ABC đều rồi thì tất nhiên là tam giác đó phải có hai cạnh kề bằng nhau hoặc là hai góc ở đấy bằng nhau. Do đó chắc chắn là tam giác cân. Vậy đây là mệnh đề đúng ha. Là mệnh đề đúng. Nếu 2A trừ 4 lớn hơn 0 thì A lớn hơn 2. Đầu tiên các em kiểm tra xem 2A trừ 4 lớn hơn 0. Thì dẫn đến chúng ta suy ra 2A sẽ lớn hơn 4. Chúng ta chia 2 với cho 2 thì ra được A lớn hơn 2. Đúng. Vậy là nếu 2A trừ 4 lớn hơn 0 thì dẫn đến A lớn hơn 2. Đây cũng là mệnh đề đúng. Chà. Rồi bây giờ với mỗi mệnh đề trên đều có dạng nếu B thì Q. Nếu này. Sau đó người ta viết cái mệnh đề B vào. Thì. Sau đó người ta viết mệnh đề Q vào. Nó có dạng nếu B thì Q. Chỉ ra B và Q ứng với mỗi mệnh đề đó. Đây, thầy có chỉ ra này. Đây, nếu B này thì Q này. Đấy. Vậy là mệnh đề B ở câu khẳng định số 1 là gì? Tam giác ABC tam giác đều. Còn mệnh đề Q chính là tam giác ABC tam giác cân. Phép biểu số 2 là mệnh đề B chính là 2A trừ 4 lớn hơn 0, thầy sẽ viết luôn nha. Số 1 thì chúng ta sẽ có là mệnh đề B là tam giác ABC là tam giác đều. Q chính là gì? Tam giác ABC là tam giác cân. Tương tự, số 2 chúng ta có mệnh đề B là 2A trừ 4 lớn hơn 0. Mình đề Q là A lớn hơn 2. Được chưa? Đấy. Vậy là các em thấy rằng á, những cái mệnh đề 1 và mệnh đề 2 nó có dạng nếu B thì Q thì người ta gọi là mệnh đề kéo theo. Nếu B thì Q thì người ta gọi là mệnh đề kéo theo. Cho hai mệnh đề B và Q á, cái mệnh đề nếu B thì Q thì được gọi là mệnh đề kéo theo. Người ta sẽ viết ký hiệu là B suy ra Q. Đây là dấu suy ra. B suy ra Q, nếu B thì Q. Mệnh đề B suy ra Q chỉ sai khi mà mệnh đề B đúng, mình kết luận Q nó sai thôi. Còn tất cả những trường hợp khác là nó đúng nha. Nó là mệnh đề đúng.
Nó chỉ sai trong một trường hợp duy nhất, đó là mệnh đề kết luận sai. Mà B phải đúng. B đúng mà Shirawi sai thì dẫn đến là đúng. Còn tất cả những trường hợp khác, tất cả những trường hợp khác nha, là đúng nha. Chỉ sai trong trường hợp này thôi. Nhận xét này. Mệnh đề B Shirawi còn được gọi là phép biểu B kéo theo Q. À, chúng ta có cách phát biểu khác là B kéo theo Q. Hoặc là nếu B thì Q. Hoặc là từ B suy ra Q. À, chúng ta có cách phát biểu khác như vậy. Để xét tính đúng sai còn có hai cách phát biểu khác nữa. Chút nữa chúng ta sẽ nói ha. Đây là hai cách phát biểu. Chúng ta còn và cách phát biểu là nếu B thì Q nữa nè. Là ba cách. Còn một cách nữa chúng ta sẽ nói sau. Là để xét tính đúng sai mệnh đề B suy ra Q, ta chỉ cần xét trường hợp B đúng. Khi đó nếu Q đúng thì mình để đúng, còn nếu Q sai thì mình để sai. Ta đã quen với điều này khi chứng minh định lý ở trung học cơ sở rồi. Tất cả những định lý chúng ta đi chứng minh đó. Ví dụ 4. Xét tính đúng sai của mệnh đề sau. Mệnh đề R là nếu tam giác ABC có hai góc bằng 60 độ thì chắc chắn góc còn lại nó bằng 60 độ không? Thì dẫn đến là tam giác có tam giác đều không? Vậy chắc chắn cái mệnh đề đúng này. Mệnh đề đúng. Tại vì tam giác đều là tam giác có ba góc 60 độ, nhưng mà người ta khẳng định rằng cái dạng nếu B này, cái mệnh đề đầu tiên là mệnh đề B này, cái tam giác ABC mà có hai góc bằng 60 độ rồi thì chắc chắn góc còn lại phải bằng 60 không? Thì suy ra cái tam giác ABC đó là tam giác đều, chắc chắn đây là mệnh đề kéo theo là nếu B thì Q, đây là mệnh đề đúng ha. Mệnh đề T là nếu từ -3 nhỏ hơn -2 thì suy ra -3 mũ 2 nhỏ hơn -2 mũ 2. Bây giờ mình kiểm tra này đúng hay sai nè. Rõ ràng cái mệnh đề này, trừ 3 nhỏ hơn trừ 2 là đúng nè. Thì mình kiểm tra thêm cái này đúng hay sai. Mũ 2 lên thành 9 nè, 9 nhỏ hơn 4 nè. Rõ ràng cái này sai không? Vậy này đúng mà, này suy ra cái này sai không? Vậy là mệnh đề này mệnh đề sai. Được chưa nào? Vậy là T là mệnh đề có dạng B suy ra Q, trong đó B là trừ 3 nhỏ hơn trừ 2, Q là cái này, 9 nhỏ hơn 4. Ta thấy rằng mệnh đề B nó đúng, còn cái Q nó sai. Từ đó mình kết luận BCQ là mình để sai. Chứ nào? Vậy trong toán học á, những cái định lý là chúng ta đã học ở trung học cơ sở là những mệnh đề đúng rồi. Và cái định lý trong toán học nó thường có dạng BCQ. Ví dụ như nếu hình bình hành, nếu ABCD là hình bình hành thì hai cạnh kề hai cạnh đối song song, đúng không? Hoặc là tứ giác ABCD là hình thoi, không? Thì hai cạnh kề bằng nhau. Đó, vân vân. Hay là hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau thì dẫn đến suy ra nó hình thoi. Đó. Thì lúc này chúng ta sẽ có là mệnh đề B kết theo Q á, thì B sẽ là giả thuyết, còn Q sẽ là kết luận. B sẽ là điều kiện đủ để có Q, còn Q sẽ là điều kiện cần để có B. Các em lưu ý nha, B á là giả thuyết, Q á là kết luận. B là điều kiện đủ để có Q, Q là điều kiện cần để có B. Đó là thêm hai cách phát biểu nữa chúng ta lưu ý nha, khi mà chúng ta nói tới là mệnh đề kéo theo sử dụng cho trường hợp những cái định lý các em. Số 5, sử dụng thuật ngữ điều kiện cần, điều kiện đủ để phát biểu định lý sau. Nếu tứ giác ABCD là hình chữ nhật thì chắc chắn có hai đường chéo bằng nhau. Nếu tứ giác ABCD là hình chữ nhật, các em nhìn nếu không thì không, vậy là phía trước này là mệnh đề B, sau là coi như là mệnh đề Q. Vậy là nó có dạng B suy ra Q chưa? Bây giờ B chính là điều kiện gì? Điều kiện đủ để có Q, còn Q là điều kiện cần để có B. Vậy các em có thể phát biểu theo hai cách. Một là tứ giác ABCD, chúng ta đọc mệnh đề B trước nha. Tứ giác ABCD có hai đường chéo bằng nhau, nếu chúng ta đọc phía sau và trước này thì là điều kiện cần để có, để nó là hình chữ nhật. À, nghĩa là mình đọc phía sau trước là mình dùng điều kiện cần để có B. Còn mình đọc phía trước trước này, nếu tứ giác ABCD này, tứ giác ABCD là hình chữ nhật, đọc phía B trước thì là điều kiện đủ để hai đường chéo bằng nhau, đúng không? Đấy, nghĩa là chúng ta sẽ ghi là B là điều kiện đủ để có Q là điều kiện cần để có B. Thế nào? Tiếp theo, xét hai mệnh đề sau. Mệnh đề B là hai tam giác ABC và A phẩy B phẩy bằng nhau, hai cái tam giác này bằng nhau.
hai tam giác bằng nhau nó có sẽ là xảy ra những cái trường hợp là cạnh cạnh cạnh, hoặc là cạnh góc xen giữa và cạnh, hoặc là góc cạnh xen giữa và góc, ha, ba trường hợp bằng nhau. Bình đề quy là hai tam giác ABC và A phẩy B phẩy C phẩy có diện tích bằng nhau. Phát biểu bình đề B suy ra quy, các em có thể phát biểu theo có thể rất là nhiều cách, các em dùng nếu thì đi ha, nếu B thì quy đi. Chúng ta sẽ phát biểu như sau này. Cái mệnh đề B suy ra quy, chúng ta có cái mệnh đề B suy ra quy là nếu B thì quy, nếu hai tam giác ABC và A phẩy B phẩy C phẩy bằng nhau, thầy viết tắt nha, thì được thì vào thì quy ha, thì hai tam giác ABC và A phẩy B phẩy C phẩy có diện tích bằng nhau. Đó, thầy viết tắt một xíu nha. Đấy, em có hiểu như thế. Đó, vậy là mệnh đề BCDV có phải là một định lý không? Tại vì nó có dạng BCDV là mệnh đề đúng rồi. Nó đúng rồi, thì nó là định lý ha. Nó đúng rồi, đúng không em? Định lý. Và nếu có thì sử dụng thuật ngữ điều kiện cần và đủ để phát biểu ha. Bây giờ chúng ta sử dụng điều kiện cần và đủ nha. Vậy khi mà đúng rồi, hai cái tam giác như nhau, hai tam giác bằng nhau rồi thì hiển nhiên diện tích nó phải bằng nhau chứ các em, đúng không? Đó, do đó BCDV là mình đã đúng rồi thì nó là một định lý rồi, nó là một định lý ha. Nó là một định lý. Rồi bây giờ mình sẽ phát biểu như sau này. Nhớ nha, B là điều kiện đủ để có quy, nghĩa là mình đọc lại cái này ha. Chúng ta sẽ có là hai tam giác ABC và A phẩy B phẩy C phẩy bằng nhau là điều kiện đủ nha, để hai tam giác có diện tích bằng nhau, để hai tam giác có diện tích bằng nhau. Hoặc các em có thể phát biểu như sau: hai tam giác mà có diện tích bằng nhau là điều kiện cần, hai tam giác có diện tích bằng nhau thì là điều kiện cần, là điều kiện cần để hai tam giác bằng nhau. Đấy, rồi cũng dễ mà. Ở đây thầy viết tắt một xíu nha. Rồi câu số 5, phần 5, chúng ta qua tiếp theo là mệnh đề đảo và hai mệnh đề tương đương. Vậy chúng ta đã vừa xét xong cái mệnh đề kéo theo B suy ra quy, xét hai mệnh đề B suy ra quy sau. Nếu tam giác ABC là tam giác đều thì quy chính là đây, nó có hai góc bằng 60 độ. Nếu a bình trừ 4 bằng 2, a bình trừ 4 bằng 0 thì a bằng 2. Nên nếu b thì quy, chỉ ra b quy và xét tính đúng sai thì thầy nó chỉ ra đây b này, mình đều quy này, mình đều quy này, quy là tam giác ABC có hai góc bằng 60 độ nha. Đầu tiên là B chính là tam giác ABC đều, mệnh đề quy chính là gì? Tam giác ABC có hai góc bằng 60 độ. Được chưa? Còn ở chỗ này mệnh đề B chính là gì? A bình trừ 4 bằng 0, mình đề quy chính là a bằng 2. Rồi. Bây giờ mình chỉ ra b và v và xét tính đúng sai của một mệnh đề. Bây giờ mình kiểm tra cái mệnh đề đúng hay sai nha. Nếu tam giác ABC là tam giác đều thì nó sẽ có hai góc bằng 60 độ. Đúng không? Thì tất nhiên tam giác đều là tam giác có mỗi góc bằng 60 độ rồi, có ba góc, mỗi góc nào cũng 60 độ, vậy hai góc bằng 60 độ này kết luận đúng rồi, đúng không? Vậy đây là mệnh đề đúng không các em? Mệnh đề đúng. Tiếp theo là nếu a bình mà bằng trừ 4 bằng 0 thì dẫn đến a bình sẽ bằng 4, thì a sẽ bằng cộng trừ 2 thì người ta kết luận a bằng 2, là đúng luôn. Vậy là mệnh đề này, nếu b thì quy trong trường hợp này cũng đúng luôn. Đúng, này cũng đúng luôn. Được chưa?
Bây giờ mình phát biểu ngược lại VCRB thử coi, và sẽ tính đúng sai. Bây giờ mình phát biểu ngược lại nha. VCRB là các em phát biểu VCRB là các em phát biểu ngược lại nha. Câu B này. VCRB, cái mệnh đề VCRB là nếu tam giác ABC có hai góc bằng 60 độ thì tam giác ABC đều. Đó, mình phát biểu ngược lại đạo QCDB. Người ta gọi là mình định đảo đó các em, mình định đảo. Rồi, tiếp tục ở dưới. À, QCDB ở dưới này. Nếu là A bằng 2 thì A bình trừ 4 bằng 0. Đó. Thì rõ ràng hai cái phát biểu này đều đúng hết. Tại vì tam giác mà có hai góc bằng 60 độ thì chắc chắn góc còn lại bằng 60, do đó tam giác đều. Đây là mệnh đề đúng. A bằng 2 thì dẫn đến A bình lên là 2 bình là 4, 4 trừ 4 bằng 0, đúng luôn. Mệnh đề đúng. Đó, vậy là mệnh đề đảo cũng đúng luôn các em, mệnh đề BCRB đúng mà mệnh đề QCRB cũng đúng luôn. Vậy chú ý nha, mệnh đề QCRB được gọi là mệnh đề đảo của mệnh đề BCRB nha. Nếu mà hai mệnh đề QCRB và BCRB đều đúng thì dẫn đến hai mệnh đề này người ta gọi là hai mệnh đề tương đương. Được chưa nào? Hai mệnh đề tương đương. Đây. Nếu cả hai mệnh đề BCRB và QCRB đều đúng thì B và V là hai mệnh đề tương đương. Chúng ta sẽ viết ký hiệu là B tương đương Q chỗ này. Đọc là B là tương đương Q, hoặc là các em có thể đọc là B khi và chỉ khi Q. Hoặc các em có thể đọc là B là điều kiện cần và đủ để có Q. Hoặc các em có thể đọc Q là điều kiện cần và đủ để có B luôn. Tại vì tương đương rồi chúng ta sẽ ghép thêm cần và đủ luôn. Còn nếu kéo theo thì các em chỉ đọc đủ hoặc là đọc cần thôi, đúng không? Còn bây giờ mình đọc điều kiện cần và đủ luôn. Nha. Đấy. Và nhận xét này, hai mệnh đề B và V tương đương khi chúng cùng đúng hoặc cùng sai. Nha. Nếu mà tương đương rồi thì cùng đúng hoặc cùng sai. Đúng không? Đấy. Tại vì B sai thì bên kia phải sai, tương đương mà. Bên này B đúng thì V phải đúng thì mới tương đương được chứ. Hả? Thì đó, cái này rất dễ hình dung. Vậy các mệnh đề trên đây đều là mệnh đề tương đương cả, đúng không? Hay là các em đọc lại này, mình đọc theo kiểu tương đương này. Tam giác ABC là tam giác đều khi và chỉ khi, hoặc là đọc là tương đương, hoặc là nếu và chỉ nếu, hoặc là đọc là điều kiện cần và đủ để hai tam giác, để tam giác đó có hai góc bằng 60 độ. Các em có thể đọc là A bình trừ 4 bằng 0 khi và chỉ khi A bằng 2. Hoặc các em có thể đọc A bình trừ 4 bằng 0 nếu và chỉ nếu A bằng 2. A bình trừ 4 bằng 0 là điều kiện cần và đủ để A bằng 2. Đó, vâng vâng. Chúng ta có những cách phát biểu như vậy. Tiếp theo, chúng ta xét ví dụ 6. Cho hai mệnh đề sau, mệnh đề B là tam giác ABC vuông tại A. Mệnh đề Q là tam giác ABC có AB bình phương cộng AC bình phương bằng BC bình phương. Đây chính là định lý Pythagore, đúng không? Định lý Pythagore. À, chúng ta học rồi. Đây, định lý rồi. Pythagore. Này là giả thiết, này là kết luận. Ha. Hai mệnh đề B và Q có tương đương nhau không? Nếu có, hãy phát biểu định lý thể hiện điều này. Sử dụng thuật ngữ khi và chỉ khi nha, hoặc điều kiện cần và đủ. Rõ ràng các em thấy rằng tam giác ABC mà vuông tại A thì dẫn đến bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Rõ ràng cái mệnh đề BCRQ đúng ha. Đầu tiên chúng ta có mệnh đề BCRQ là mệnh đề đúng. Thì không có viết nếu thì nữa nha, các em tự viết ra là mệnh đề đúng. Rồi, mệnh đề QCRB thử coi. Nếu tam giác ABC mà có AB bình phương AC cộng AC bình phương thì bằng BC bình phương, thì dẫn đến thì tam giác ABC là tam giác vuông, đúng không? Đúng, tại đây là định lý đảo của Pythagore. Do đó đây cũng là mệnh đề đúng. Do đó mình suy ra B nó tương đương Q. Khi mà B tương đương Q rồi thì các em phát biểu như sau. Thứ nhất, các em dùng thuật ngữ là khi và chỉ khi tam giác ABC vuông nào, B tương đương Q. Đọc như sau. Tam giác ABC vuông tại A khi và chỉ khi tam giác ABC có là AB bình cộng AC bình bằng BC bình. Đấy. Hoặc các em có thể phát biểu là điều kiện cần và đủ ha, tam giác ABC vuông tại A là điều kiện cần và đủ, là điều kiện cần và đủ để tam giác ABC
có A bình cộng AC bình bằng BC bình. Đấy, chưa nào? Chúng ta có thay cái chữ điều kiện cần và đủ vào trong thôi là xong rồi. Ở đây người ta có hướng dẫn cho mình này, ha. Xét hai mệnh đề sau. Tứ giác ABCD là hình vuông. Tứ giác ABCD là hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc. Phát biểu mệnh đề BC ra V và mệnh đề đảo của nó. Bây giờ thầy phát biểu mệnh đề BC ra V trước này. Chúng ta có cái mệnh đề BC ra V là nếu B thì V, nếu ABCD là hình vuông thì tứ giác ABCD là hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc. Được chưa? Nếu tứ giác ABCD là hình vuông thì ABCD là hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc. Được chưa? Hình vuông thì chắc chắn là hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc, tại vì các em biết rằng á trong một hình vuông, đúng không? Hình vuông chắc chắn là hình chữ nhật rồi, nhưng mà nó có hai đường chéo vuông góc. Hoặc là hình chữ nhật, hoặc là hình chữ nhật mà có hai đường chéo mà vuông góc á thì thành hình vuông. Tại vì các em biết rằng á, trong cái hình vuông á, hai đường chéo nó bằng nhau, hai đường chéo nó vuông góc, đúng không? Hình chữ nhật cũng vậy, hình chữ nhật nó có hai đường chéo bằng nhau thôi, nhưng mà hai đường chéo chưa có vuông góc. Nếu hai đường chéo vuông góc thì dẫn đến nó là hình vuông rồi, đúng không? Do đó BCDV là mình thì đúng này. Là mình thì đúng. Chà. Vậy là VCDB. Vậy là chúng ta sẽ nếu ABCD là hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc thì ABCD là hình vuông. Này đúng luôn ha, này đúng luôn. Vậy là hai BCDV đúng, đảo của nó cũng đúng, vậy là suy ra hai mệnh đề tương đương. Vậy là B tương đương V. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng thuật ngữ nói luôn nha. Dùng điều kiện cần và đủ và khi và chỉ khi. Vậy là chúng ta sẽ nói là tứ giác ABCD là hình vuông khi và chỉ khi. Khi và chỉ khi. Thêm chữ này vào thôi. À, khi và chỉ khi. Tứ giác ABCD là hình vuông, là hình chữ nhật nhé, hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc. Chưa nào? Hoặc là các em thêm chỗ này vào là gì? Là điều kiện cần và đủ ha, chỗ này là hình vuông, là điều kiện cần và đủ để tứ giác ABC hình chữ nhật hai đường chéo vuông góc. Chưa nào? Thêm vào ha. Phần cuối cùng là chúng ta sẽ dùng các ký hiệu. Ở đây có hai ký hiệu trong toán học mà chúng ta cần phải nắm, đó là ký hiệu với mọi và ký hiệu tồn tại. Đây là với mọi nha. Chữ A viết ngược nha, với mọi. Còn ký hiệu chữ E viết ngược là tồn tại, là có một. Rồi. Xét tính đúng sai mà mình đề sau. Với mọi số tự nhiên x thì căn x là số vô tỉ. Với mọi số tự nhiên x, giả sử như căn x là căn 4 đi. Căn 4 thì bằng 2 thì không phải là số vô tỉ rồi. Số vô tỉ như là căn 2, căn 3, căn 5, căn 7, căn 11 nó mới là số vô tỉ. Nghĩa là những cái số đó chúng ta không thể nào khai căn được. Thì rõ đến là với mọi x, căn x là số vô tỉ, rõ ràng nó là mệnh đề sai. Đúng không? Mệnh đề sai. Mọi x luôn mà. Bình phương của mọi số thực đều không âm. Không âm ở đây á, em hình dung không âm á là lớn bằng không. Bất kỳ một số thực nào em bình mũ 2 lên là lớn bằng không là đúng rồi. Đây là mình đã đúng. Có số nguyên cộng với chính nó bằng không. Có cái số nguyên nào mà cộng với chính nó bằng không hay không? Có số nguyên cộng với nó chắc chắn là có một số, ví dụ như số 0 cộng 0 nó bằng không. Vậy đây là mình đã đúng rồi. Có một số tự nhiên nào đó mà 2n trừ 1 bằng 0. Rõ ràng các em thấy 2n trừ 1 bằng 0 thì nghiệm của nó là n bằng 1 bằng 2. Do đó không thể nào có một cái số tự nhiên nào mà các em theo ở đây
số tự nhiên là số 0, số 1, số 2, số 3, vân vân. Nhưng mà cái số n 1 phần 2 thay vào mới bằng 0. Vì chắc chắn là những số tự nhiên không thể nào thay vào đây bằng 0 được. Do đó là mình đề sai. Trong toán học để ngắn gọn hơn thì người ta dùng các ký hiệu như là với mọi hoặc là ký hiệu là tồn tại để phát biểu mệnh đề. Chẳng hạn như chúng ta có thể viết lại mệnh đề trên lần lượt như sau. Với mọi số tự nhiên x, với mọi số tự nhiên x thì căn x là số vô tỉ. Hoặc là với mọi số thực thì bình phương của nó không âm, đối bằng không á, không âm. Hoặc là hay là có một số nguyên x nào đó mà cộng với chính nó bằng không. Hoặc là có một số tự nhiên nào đó mà hai lần chính nó trừ một bằng không. Hay là 2n trừ 1 bằng không. Chưa nào? Đấy. Đây là cách viết gọn hơn so với cách viết trên. Tổng quát hơn là ta có thể viết lại hai mệnh đề như sau. Với mọi tổng quát các em, với mọi số thuộc tập M, có nghĩa là thuộc cái tập M này này. Đây là M là tập số nào đó bất kỳ. Chúng ta có một mệnh đề là mệnh đề BX, chúng ta viết vào đây. Mệnh đề BX này, mệnh đề BX này. Còn với mọi x là thuộc tập số bất kỳ. Số tập kỳ người ta đặt là chữ x ha, số bất kỳ này gọi là chữ x. Đây. Tổng quát thôi mà, hoặc là tồn tại một số thuộc cái tập số nào đó. Chúng ta viết cái mệnh đề BX ra. Mệnh đề chưa biến ra. Đây là viết tóm, viết tổng quát thôi. Ha. M là một tập hợp số nào đó. Số nguyên hoặc số hữu tỉ hoặc là số vô tỉ. Và bài sau mình sẽ học các loại tập hợp, các số mình học lại ha. BX là một mệnh đề chưa biến nào đó. Được chưa nào? Vậy là với mọi x thuộc tập số nào đó thì BX nếu đúng, nếu với mọi x thuộc tập M thì BX0 phải là đúng. Giống như mình thay vào nó thỏa mãn. Hoặc là có một số thuộc tập số nào đó mà chúng ta có mệnh đề chưa biến BX là đúng nếu x0 mà thuộc tập M này, sao cho BX0 đúng thì nó sẽ đúng. Ha. Như vậy chúng ta thay, khi mình làm mình sẽ tính đúng sai của mệnh đề như thế này, thì chúng ta sẽ cần kiểm tra xem những giá trị x chúng ta lấy trong tập số mà nó thỏa mãn trong đây, thì nó sẽ là mình sẽ tính đúng sai của nó theo những cái số mà chúng ta lấy và thay vào đây. À. Ví dụ 7 như sẽ tính đúng sai và viết mệnh đề phủ định. Với mọi x thuộc số thực R, với mọi x thuộc số thực x bình cộng 2x cộng 2 lớn hơn 0. Ở đây người ta phân tích cái mệnh đề BX này này. X bình cộng 2x cộng 1 được tách ra để xuất hiện hạng thức, nghĩa là x bình cộng 2x sau đó cộng 1 vào. Chỗ này 2 á, chúng ta cộng 1 cái này chúng ta 2 chúng ta bớt đi, bớt thì còn lại 1. Lúc này các em thấy là đây là hạng thức bình phương một tổng. Sau đó cộng thêm 1. Do x bình cộng 1 tất cả bình phương là lớn bằng 0 nên cộng 1 vào lớn hơn 0 với mọi số thực x. Do đó cái phát biểu này đúng. Vậy là mệnh đề này mệnh đề đúng. Bây giờ mình đề phủ định của nó phải là sai. Thì chắc chắn là phủ định của với mọi chính là tồn tại hay là có một số thực x nào đó mà thỏa mãn x bình cộng 2x cộng 2. Chỗ này dấu lớn thì bây giờ phủ định lại thành dấu bí hơn hoặc bằng. Tiếp theo các em xét chỗ này. Với mọi số thực x thuộc R, x bình cộng 7x cộng 4 bằng 0. Ở đây có chứ, có 1. Thì bây giờ em kiểm tra xem cái mệnh đề này nó có nghiệm hay không. Chúng ta giải phương trình bậc 2 ra. Hoặc là các em có thể tính delta. Delta bằng B bình trừ 4AC. Delta sẽ bằng B bình là 3 bình là 9 trừ 4AC là 4 nhân 1 là 4 nhân 4 là trừ 16 bằng 7 bằng biết không? Vậy là phương trình này vô nghiệm. Mà phương trình vô nghiệm thì dẫn đến là không bao giờ có giá trị nào của x mà thay vào đây nó bằng 0 được. Do đó là cái mệnh đề này mệnh đề sai. Tại vì người ta nói rằng có một số thực nào đó mà thỏa mãn cái này. Nhưng mà mình tính delta ra là phương trình đã vô nghiệm rồi. Và phương trình vô nghiệm là không có giá trị nào của x để thỏa mãn cái phương trình này cả. Do đó là mệnh đề này mệnh đề sai. Vì phương trình này vô nghiệm. Và vô nghiệm thì không có giá trị nào của x thỏa mãn. Chấm hỏi số 7 là sử dụng ký hiệu với mọi và tồn tại để viết cái mệnh đề sau. Mọi số thực cộng với số đối của nó đều bằng 0. Mọi số thực nha. Mọi số thực thì cái nghĩa anh ghi là gì? Là với mọi x thuộc R. À,
cộng với số đối, nghĩa là x cộng với trừ x thì bằng 0. Nào, tiếp tục, có một số tự nhiên là tồn tại. Số tự nhiên là n, thuộc n. Bình phương bằng 9, nghĩa là số đó bình phương lên bằng 9. Dạ. Bài này người ta không kêu mình sẽ tính đúng sai. Tất nhiên là hai cái mệnh đề đúng hết rồi. À xin lỗi. Cái mệnh đề trên là đúng nha. Nhưng mà mệnh đề dưới là sai. Tại vì cái biết là x bình bằng 9 á, thì dẫn đến x sẽ bằng cộng trừ căn 9. Mà cộng trừ căn 9 thì bằng 3. Vậy là tồn tại. À vậy đúng luôn chứ. Đúng luôn, mệnh đề này đúng luôn các em. Xin lỗi, xin lỗi. Tại vì cộng trừ căn 9 chúng ta khai phương được bằng 3, bằng cộng trừ 3. Do đó là nó sẽ tồn tại số tự nhiên mà thỏa mãn cái phương trình này. Do đó hai cái mệnh đề này đúng hết rồi. Sẽ tính đúng sai và biết mệnh đề phủ định của mệnh đề sau. Bây giờ kem kiểm tra xem là đúng hay sai nha. Với mọi số thực, bình phương của nó lớn hơn không? Là sai nha, tại vì có một số thực mà bình phương lên nó bằng 0. Nếu không có lớn hơn không, ví dụ như x bằng 0 đi. Không bình mà không bình lên thì bằng 0, không tính lớn không được. Do đó cái này mình đề sai. Thì giờ phủ định của nó là tồn tại một số thực x nào đó thuộc R thỏa mãn x bình nhỏ hơn bằng 0. Thì lúc này nó là mình đề đúng. Đúng trong trường hợp thầy lấy x bằng 0. Không bình là 0, không bằng 0 đúng. Tại vì nó đúng trong trường hợp dấu bằng. Tồn tại số thực đó, tồn tại một số thực mà x bình bằng 5x - 4. Bây giờ mình xét ra nháp trước, x bình bằng 5x - 4 thì ta chuyển 5x qua thành -5x, chuyển -4 thành +4 bằng 0. Các em kiểm tra xem phương trình này có nghiệm hay không. Nếu nó có nghiệm thì nó sẽ tồn tại số thực. Còn nếu không có nghiệm thì không có tồn tại. Vậy thì giải ra là A cộng B cộng C bằng 0, nhóm nghiệm. A là 1, B là -5, C là 4. A cộng B cộng C bằng 0 thì chắc chắn phương trình này có hai nghiệm, một nghiệm chắc chắn là 1 rồi. Một nghiệm thứ hai là bằng C trên A. C là 4, A là 1 bằng 4. Vậy nó có hai giá trị thực thỏa mãn, do đó nó tồn tại giá trị thực để thỏa mãn cái phương trình này. Vậy là đây là mệnh đề đúng. Vậy phủ định của nó phải là mệnh đề sai thôi. Tồn tại là với mọi x thuộc số thực. Thì x bình nó phải khác, dấu bằng là dấu khác. 5x - 4. Thì nó là mệnh đề sai. Tiếp theo, tồn tại số nghiêng sao cho 2x cộng 1 bằng 0. Rõ ràng 2x cộng 1 bằng 0 thì nó có nghiệm x bằng -1/2. Rõ ràng x -1/2 là một nghiệm không nguyên rồi. Do đó là người ta ghi tồn tại số nghiêng mà thỏa mãn phương trình này là không đúng rồi. Vậy cái mệnh đề này sai. Đúng không? Tại vì không có tồn tại số nghiêng nào mà thỏa mãn phương trình đó hết. Tại vì nó nghiệm nó là bằng -1/2, nó phải là số nghiêng đâu. Bây giờ mình phủ định lại nha, tồn tại chính là với mọi x thuộc số nghiêng sao cho 2x + 1 dấu bằng thì siêu thành dấu khác không. Vậy cái lúc này mình đề này sẽ đúng. Tại vì với mọi x thuộc số nghiêng thì 2x + 1 khác không. Em lấy bất kỳ một số nghiêng nào đi, em bỏ vào đây đi, thì cái vế trái nó phải khác số 0, không bao giờ bằng số 0 được. À, vậy là phủ định phải đúng. À, không được phần này. Vậy là chúng ta đã hoàn thành bài đầu tiên của chương số 1. Thầy cảm ơn các em theo dõi video nhé. Các em xem dưới phần mô tả phần hướng dẫn giải bài tập của cái bài này. Thầy mến chào các em nhé.